Messi Peso đổ, Ronaldo, từ cậu nhóc mộng mơ đến người viết lịch sử, che giả măng mọc có gì lạ đâu, câu chuyện cậu bé vàng của tuyển Pháp thần tượng Cristiano Ronaldo đã bước sang một chương mới. Cất quá khứ, mở tương lai. Đội tuyển Bồ Đào Nha đã chính thức phải nói lời chia tay Euro 2024 sau thất bại trên chấm 11m với tỷ số 4-5 trước những chú gà chống Goloa. Ngay sau tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài cất lên, trên sân vận động Allianz Arena, Munich diễn ra muôn vàn cảm xúc. Những khoảnh khắc ấy được ghi lại bằng những thước phim và hình ảnh đủ cả. Nhưng có một hình ảnh chỉ diễn ra trong vài tích tắc lại cứ khiến lòng ta nhớ mãi. Những bức ảnh mở ra cánh cửa bước vào quá khứ, nhưng đồng thời chúng cũng cho phép ta hướng về tương lai. Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới đã đúc kết kinh nghiệm chụp ảnh nói như thế. Và câu nói ấy lại thật trùng hợp với những hình ảnh diễn ra ở Euro rạng sáng nay. Một nhiếp ảnh gia trên sân đã chụp lại hình ảnh tiền đạo Mbappé ăn mừng chiến thắng vỡ òa như một đế ưa tê rẻ. Chân sút sinh năm 1998 nhảy cẫng lên sung sướng, trong khi vô tình phía sau Ronaldo lại lặng lẽ cúi đầu bước qua. Ronaldo thua cuộc nhưng anh không khóc, gương mặt lộ rõ sự giằng xé nhưng vẫn bình thản đón nhận thực tại. Một bức ảnh nhưng đã bắt trọn vẹn cảm xúc đối lập của người thắng, kẻ thua và hơn thế đó là hiện tại và quá khứ của hai thế hệ bóng đá. Đó còn là một cuộc gặp gỡ chuyển giao quyền lực, khi một người đã toan về già, còn người kia đang ở độ tê uể sung sức nhất, được kỳ vọng sẽ sáng rực trong tương lai. Và thật thú vị, Mbappé của quá khứ đã từng lớn lên cùng giấc mơ trở thành Ronaldo ở Bandi, Saint-Denis, vùng ngoại ô phía đông bắc Paris. Kylian Mbappé lớn lên trong căn phòng với 4 bức tường toàn là bóng đá. Một bức tường dành để treo tranh ảnh của Jai Scambor, anh trai nuôi của mình, khi đó đang khoác ren. Một bức tường khác xuất hiện ảnh của Neymar và Eden Hazard. Hai bức tường còn lại được dành riêng cho Cristiano Ronaldo. Vào ngày 8 tháng 12 năm 2009, chỉ còn vài ngày nữa là tới sinh nhật lần thứ 11 của Mbappé. Cậu bé được bố mẹ tặng một món quà rất đặc biệt. Đó là chiếc vé vào sân Velodrome để xem thần tượng CR7 thi đấu với Marseille trong màu áo Real tại vòng bảng Champions League. Sau khi thỏa mãn chứng kiến idol thắng trận, cậu nhóc còn lẻn ra bãi đậu xe để tới phòng họp báo với hy vọng gặp được sao Real, nhưng cửa đóng kín. Đúng lúc cậu bé 11 tê uể oà khóc thì thang máy ở sân Velodrome mở ra, Pep Diouf, chủ tịch Om lúc bấy giờ và Jean-Jacques Le Bono, cựu tiền vệ Marseille đồng thời, cũng là BLV của Om TV cùng bước lại như một ông bụt, hiện ra và trao cho Mbappé cái cơ hội trời cho. Mbappé hứa nghe lời, nuốt nước mắt vào trong, cố gắng kìm nén tiếng nấc và chờ đợi cho đến khi CR7 xuất hiện ở phòng họp báo. Khi đó, Mbappé cuối cùng cũng xin được chữ ký và ảnh của Ronaldo, nhưng khi cả gan xin cả giày, thì bị thần tượng từ chối với một nụ cười cùng cái nháy mắt thân thiện. 3 năm sau, Mbappé được Real Madrid mời đến Santiago Bernabeu. Dù vậy, Mbappé vẫn từ chối gia nhập La Fabrica, học viện đào tạo cầu thủ trẻ của Real Madrid để chọn cách phát triển bền vững tại Pháp. Sau gần 10 năm, Ronaldo vẫn là cái tên nổi bật của làng bóng đá thế giới, còn Mbappé cũng trưởng thành và nhanh chóng trở thành một siêu sao danh tiếng chẳng kém đàn anh. Từ đế ưa tê rẻ mộng mơ đến những cuộc đối đầu thần tượng tại Euro 2016 khi Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha đăng quang sau khi thắng tuyển Pháp ở chung kết, thì Mbappé lúc đó mới 17 tê uể và chưa được lên tuyển nên không có cơ hội chạm mặt đàn anh. 2 năm sau, tại World Cup 2018, Bồ Đào Nha và Pháp không cùng bảng đấu và có số phận khác nhau. Trong khi Ronaldo và các đồng đội bị Uruguay loại ngay ở vòng 16 đội, Mbappé tỏa sáng cùng Pháp vô địch trên đất Nga khi mới 19 tê uể. Ở cấp độ câu lạc bộ, Mbappé đối đầu Ronaldo 2 lần tại vòng 1/8 Champions League 2017-2018, Real Madrid toàn thắng, lần lượt với tỷ số 3-1 và 2-1. Hai lần là cuộc chạm trán giữa Pháp và Bồ Đào Nha, hòa 0-0 tại vòng bảng Nations League 2020 và Pháp thắng 1-0 tại vòng bảng Euro 2020. Năm 2020, Mbappé đăng trên Twitter X rằng Ronaldo là thần tượng của anh ấy. Và cũng chỉ vài tháng trước, Ronaldo đã bày tỏ sự chào đón khi Mbappé đạt được thỏa thuận chuyển đến Real trên Instagram, rằng, thật vui mừng khi thấy bạn thắp sáng Bernabeu. Tôi là một đế ưa tê rẻ đã mơ ước rất nhiều thứ, nhưng trên hết là có được một sự nghiệp giống như Cristiano Ronaldo. Vào năm 2021, trong cuộc phỏng vấn trên tờ Bill, Mbappé không ngại bày tỏ tình cảm của mình với thần tượng trước báo chí, dù khi ấy anh đã là một thế lực mới nổi trên bản đồ bóng đá thế giới. Và hiện tại, che giả măng mọc Ronaldo đã bước sang tê uể 39, gương mặt của anh đầy những vết nhăn của tê uể tác. Thời gian cũng đã khiến đôi chân của huyền thoại Bồ Đào Nha dần bôi xóa những kỹ năng. Thua tuyển Pháp, Ronaldo ngậm ngùi phải nói lời chia tay Euro đầy nghiệt ngã. Cậu bé năm nào giờ đã làm đội trưởng của tuyển Pháp bắt tay với Ronaldo. Đội trưởng của Bồ Đào Nha Mbappé đã có 7 chức vô địch League 1, 6 trong số đó ở PSG và chưa có danh hiệu Champions League. Tuy nhiên, anh có một thứ mà dường như Ronaldo sẽ không bao giờ có, vô địch World Cup vào năm 2018 khi mới 19 tê uể. Và Mbappé cũng đang đứng trước cơ hội chinh phục chiếc cúp Euro 2024 khi đã loại luôn đội bóng của chú Ronaldo. Câu chuyện về hai thế hệ cầu thủ xuất sắc của bóng đá thế giới với bậc tiền bối là tấm gương cho kẻ hậu sinh noi theo đã được viết tiếp đầy cảm xúc. Từ một chú bé còn nằm trên giường và hướng ánh mắt ngưỡng mộ tới những bức ảnh Ronaldo trên tường, giờ đây Mbappé sẽ trở thành nhân vật chính trên những bức ảnh của rất nhiều đế ưa tê rẻ khác. Tại sao không?